kiểm nước một nha anh em ha. Thành phẩm này, thuần chậu này. Đó, trồng chậu giả tiều rất là đẹp này. Cái số 1 nha anh em. Cái số 1 này, anh em mình xem gốc nha. Đó, gốc nó một cốt hai thân này. Đó, lát rất là diêm. Gốc này tầm 11 cm. Gốc nhỏ này tầm khoảng 7 cm. Cây số 2 một cốt hai thân nha anh em. Hãy cho cây thác Bình Định. Một cốt hai thân. Cái một thân nhỏ, một thân lớn, thân lùng thì khoảng 8 cm, thân nhỏ thì khoảng 7 cm nha anh em. Cây số 2 này. Tán tròn này, cây số 1 cây 2 tán tròn đi kèm dù hết anh em ha. Nè. Tiếp theo một cây nữa là một cốt hai thân này anh em ha. Cây này thì cao hơn, chiều cao của 5 cây này là tầm khoảng là 70 cm nha anh em ha. Đó. Nó có lắc nhẹ chứ không phải là không có nha anh em. Bên đây nó có lắc nhẹ nè anh em không? Lắc nhẹ đó, lắc nhẹ nó bay lên như vậy, một cốt hai thân hết. Tí nữa mình sẽ quay 5 cây một cốt lên, lắc nhẹ dán trực. Tàn chi tròn đều hết nha anh em. Anh em mình nhìn này, đã đi định hình kẽm nước một đầy đủ cành cho anh em mình hết rồi, đầy đủ tay luôn rồi. Có chóp luôn rồi nè anh em, chóp này. Anh em thấy chóp không? Nhìn trên cao anh em mình thấy chóp hết đúng không? Đó, hàng thùng chậu hết nha. Rất đẹp, rất duyên nha anh em. Đó, cây này cũng một cốt hai thân này. Anh em thấy không? Cao khoảng, cây này cao khoảng 60 cm nha anh em. Có cây này nó cao, cây này cao hơn, cây này cao khoảng 70 cm. Đó, nó lắc bay nhẹ vậy đó. Một cốt hai thân. Đúng không? Cây này cũng vậy. Một cốt hai thân. Đa phần là một cốt hai thân. 5 cây này là một cốt hai thân hết nha anh em. 4 cây chưa? 4 cây một cốt hai thân. Mình kéo ra xe xe xíu cho anh em mình xem nha. Đó anh em mình xem này, rất là duyên nha. Đã tròn tán đủ tàn cho anh em mình rất là. Rồi mình quay lại anh em mình xem cành chi này. Anh em mình xem cái dâm cành ở phía dưới nha. Đã đủ dâm cành chi cho anh em mình hết nha. Đủ tán đủ chi hết này, một cốt hai thân. Đó, đủ tán đủ chi đủ cành. Rồi tiếp theo mình quay cho anh em mình 4-5 cây tông cao một cốt nha, với 5 số cây cũng dạng lùng lực siêu mini. Tiếp theo là 3 cây tông cao nha anh em ha. 3 cây tông cao tán tròn đủ chi đủ cành đã đi kèm nước một anh em mình hết rồi nè. Anh em mình xem cái tán trước nha. Nè, tán tròn này, anh em mình nhìn trên này. 4 cây kia cũng vậy nha anh em. Đây nữa nè. Đó, anh em mình xem rõ nha, đủ chi đủ cành tán tròn hết rồi nè. Đó, rồi anh em mình nhìn xa nha, còn không có quay từng cây được cho anh em xem nha, toàn quay 3 cây luôn anh em mình xem một cái góc 3 cây nha. Nó chặt quá các bạn à. Với lại trồng vào cái chậu này nó nặng quá nên không có bưng ra được. Đó, ba góc như vậy nè, cao tầm 70 cm. Đó là mình quay góc đây nha, tiếp tục mình quay góc bên đây. Đây cây đây cũng là một cây một cốt hai thân này anh em. Đó. Anh quay cái mặt bên đây cho anh em mình xem nha. Đó, cây như vậy nha anh em. Hành thân là khoảng 12 cm nha anh em. Khoảng nha, mình khoảng nha. Cái này cây này mình chưa nâng đế nha anh em, đế nó dạng vậy. Đó. Đó. Cũng có lắc nhẹ trên thân nha anh em ha. Đây như vậy nè, đây lắc đế nè. Đó. Lắc nhẹ nha anh em ha. Rồi tiếp theo là một số cây lùng lực siêu mini nha anh em ha. Đây cây số 1 nha, tán tròn như này.
cái số 1 này. Đó. Cái số 2 nha anh em. Cái số 2 là một cốt hai thân này. Cây này là cây tông cao này. Cái số 3 luồng lực này anh em ha. Cái số 3 nha anh em. Cái số 4 nha anh em. Đây cái số 4 này. Cái số 5 này nha anh em. Nào, cái này cái số 6. Hàng siêu mini nha anh em. Rồi cái số 7 nè anh em. Đó, bán như thế. Hàng siêu mini nhé. Cái số 8 này, một cốt hai thân này, thân dưới nhỏ hơn nha anh em. Đó, anh em mình nhìn cái cốt nó này. Đó. Cốt nó này, một cốt hai thân của đế nó. Đã đi kèm nước một tình hình tròn tán cho anh em mình hết rồi nha. Đó, cái số 8 này, với số 9 này. Đó, toàn quay góc bên kia, toàn quay cho anh em mình xem nữa nha. Rõ hết cả lô nha. Đấy, cả lô từ trên cao anh em mình nhìn. Đó. Đây là cả lô dạng là siêu mini nhỏ nha anh em ha. Đó, cây này nè. Anh em nào chốt cây nào thì chụp hình lại phía trên cái màn hình coi đó. Thì Toàn sẽ đo hành cho anh em mình nha. Đây cây, cây tông cao. Đây anh em, một cốt hai thân cây nhỏ nè. Đó. Nhỏ nè. Nhắc trụ nè anh em ha. Nhắc trụ nha. Mini. Đây cũng là một cây mini rất là chiên. À, thích cây nào thì inbox Toàn nha anh em. Chà phúc kiến nha anh em. Em còn một ký 1.670.000 vậy á. 6-7 con nha, em không tính nhưng mà chắc là 6-7 con nha. Hải Châu siêu mini nha anh em. Cái sản mà cây nhà đầu vừa lựa ra bán còn 2 ký á. Còn ký 800, ký 1 triệu. Dạ. Một to.